Xin chào mọi người, đây là cái sáng thứ hai. Sau khi thức dậy ở khu cắm trại, rất là bình yên luôn. Bây giờ thì tụi mình đang chuẩn bị ăn sáng. Mình sẽ quay cho mọi người xem là tụi mình sẽ ăn cái gì sáng hôm nay nhá. Đây, sáng hôm nay là tụi mình sẽ ăn phở ở trong rừng. Hấp dẫn chưa? Giờ mình đang cùng ăn phở. Đây là nồi nước nhá. Cho bánh phở, cho thịt vô, hành ngò vào sạt thịt luôn. Đấy. Cho hành ngò luôn. Bỏ tái vô luôn nhỉ? Bỏ tái đi, bỏ tái, bỏ hành ngò lên trên luôn. Quậy đấy nhá. Này, cái này là của đông lấy. Chút nữa sẽ đem chiên. Quậy này ngon lắm. Thịt đấy là thịt chi bé? Thịt tái à? Trời. Tái bằm mà chị. Bỏ chè, bỏ chè thá. Dạ. Đi chơi mà vừa nhé. Mà trời xe xe lạnh này ăn phở là quá tuyệt vời luôn á. Đây đi, nhà nóng nha. Đó. Đó. Dài lại, cho chiều dài lại. À, về được, về được. Thêm cái nữa. Trời, ma đá quá. Đây. Đây là màn chiên quậy. Ba chê ba chét. Cái lửa này nó nóng nên là nó vàng nhanh lắm. Chà, hợp lý luôn. Trời, cái này mà ăn phở thì ôi trời ơi. Đây, vàng như thế này là quá đẹp luôn này. Giờ gặp ra để chuẩn bị ăn phở nữa là úi trời. Nhức cái nách tiếp. Đây, gặp em. Khéo nóng tay ấy. Đây, quẩy đã chiên xong rồi nha mọi người. Giờ sẽ múc nước phở vào tô. Đây, thịt hành ngò, mọi thứ đã sẵn sàng. Đó. What the... Quá hấp dẫn luôn. Rồi, thì đây là cái tô phở với mì mày nấu xong này. Đó. Quậy này. Yeah. Làm tô phở ăn trưa ở chỗ cắm trại. Xin mời mọi người nha. Được, ngon quá. Để cho thì giấm à, giấm ớt nha. Cho thì tương ớt nữa. Không lật đi đâu được. Lắp thêm thịt để tái lên mình. Còn nước ở dưới kia. Rồi. Thử cái quậy xem nào. Quá giòn, quá ngon luôn. Xin mời cả nhà nhá. Đây, bây giờ mình sẽ quay cho mọi người cảnh đi cắm trại mùa đông. Thì muốn tắm thì như thế nào? Tại vì mùa đông thì nước lạnh lắm, làm sao mà tắm được. Thì bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem nha.
Đây, đây là cái chỗ để mình tắm này. Rồi, mình sẽ quay cho mọi người xem cái nước phía bên này. Đó, mình có cái thùng mà gặp lại được á, là mình nấu nước nóng trên cái lò lửa của mình, xong bỏ vào trong cái thùng này để có cái bơm nước là nối vào đó. Ok. Rồi, trong lều thì xịt tắm như bình thường như ở nhà nhá. Đó, còn được tắm là đó là. Đó, được tắm là tắm sướng á. Mà đi cắm trại mà tắm là nó tỉnh táo, sạch sẽ lắm mọi người. Trời mùa đông mà tắm được ấm ở ngoài này á, trời nói bao phê luôn mọi người. Nước nó ấm mà nó đã. Mình tắm xong rồi đó. Đã chưa? Nhớ quay cho mọi người xem coi cái nước trong thùng nó còn bao nhiêu nhá. Chưa được một nửa nữa. Đó, tắm như vậy cái đó mọi người thấy chưa? Tắm đã như vậy mà chưa được một nửa cái thùng mà nó ấm mà nó tắm xong nó sảng khoái lắm. Đó, cho nên là đây là một cái tip cho mọi người nếu mà ai muốn tắm trong rừng mà sợ lạnh là cái giải pháp cho mọi người là nấu nước trên cái lò lửa xong rồi pha vào cho cái máy bơm vào tắm là nó đã cực kỳ luôn. Đây. Mình mới tắm xong. Thay áo quần mới sạch sẽ thơm tho. À. Mua thêm cái lược ở cái gì? Miso à? Miniso. Miniso. À, chải tóc sạch sẽ thơm tho ở trong rừng. Như mới. Đỉnh cao chưa? Đó. Giải pháp cho mọi người muốn đi cắm trại sạch sẽ thơm tho. Không sợ dơ nha. Đây, bây giờ mình sẽ chuẩn bị thực hiện một cái nhiệm vụ. Đó là Frank bán mình. Trời mùa đông nãy mình giới thiệu cho nó tắm nước ấm á, khoái lắm. Bây giờ đang chuẩn bị tắm. Cho nên là cho nó tắm nửa chân nó sướng sướng cho cái mình chơi càng thật lạnh vào. Quẹo. Cho nó quẹo do lắm mọi người ạ. Bây giờ mọi người chuẩn bị theo chân mình nha. Để, đó đó đó. Bắt đầu xịt xịt ấm ấm. Ừ, trong đó chắc đang sướng. Ừ, anh. Lạnh quá hả? Không, chứ không cái đoạn đầu á. Đoạn đầu rồi em. Tại cái voi á. Em. Ờ, do cái voi nó đang nguội á. Đó, nó mới xịt, nó kêu cái voi nó lạnh quá, tay nước ấm chưa vào. Đó. Ấm chưa Chiến? Được chưa? Xả đi. Xả. Đó, trời ơi, nước này sao không ấm nước, sao sao. Có xà bông vào đầu chưa? Rồi. Rồi. Không nào vào đầu. Nó ấm đấy nha, bây giờ để mình với em mình chạy tới. Ừ, xịt xịt nha. Nóng quá! Nóng quá lên ơi! Dạ. Dạ. Hả? Từ từ đang cọ mà đang đánh bóng mà vậy. Nước nóng luôn á.
má nước tắm nó nóng lạnh tại biến sao vậy Chiến? Tao nóng lạnh tại biến rồi sao kia vậy mà người tắm bình thường mà. Rồi bây giờ tới chuyên mục ăn tối. Tối nay ăn gì? Tối nay ăn gà nướng. Gà nướng sa tế. Đây là một con gà hả? Gà này gà đi bộ đúng không? Nha. Bà chạy bò chẹt luôn á. Và chà là thơm. Gà nướng sa tế. Trên nồi thì lửa. Đi camping. Cắt thử. Nấu lên thôi. Nấu sẵn đi. Ăn là ăn thôi. Nấu gì anh Chiến? Thịt cua. Hả? Nấu giờ luôn á? Ừ. Đổ hết nha. Ờ, còn đấy mà em. Còn nước không? Kỳ vậy? Sao lại phở còn đó? Còn phở mà. Phở đây mà, nước phở đây mà. À, cái đấy đều đổ đi em ạ, cái đấy chỉ là nước sụn. Chủng mà. Bén thế. Nóng quá. Được, nóng. Vàng vàng xong thì dùng cái cào mà xương ga cắt ra từng khúc như thế này thì đúng bình nữa đấy. Càng ngon thịt ga mà nướng trên cái lò than như thế này là thơm. Đây còn đây là thịt ba chỉ ướp với xà xíu ấy, nhìn quá hấp dẫn luôn á. Để lên là thơm quá trời quá đất. Đây thịt nhìn ngon cho mọi người. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Thịt nướng xong rồi này mọi người. Vừa ngon luôn. Quá hợp lý. Đây cho mọi người coi gà nướng trong chè bạc này, ngon chưa? Bên này thêm cái này, quá hấp dẫn luôn. Đó, giờ cắt thịt nhỏ ra này để quất này. Bên này có món gì nè em? Súp anh. Súp gì đây? Súp bắp cua. Chà, quả hợp lý luôn ha. Đây trong quá trình làm chưa xong. Đó. Bỏ cua vô chưa? Rồi. Bỏ cua lên cho cái cua nó nóng nè. Chà. Bà chạy bò chẹt luôn á. Có nấm tuyết nè. Quả đỉnh luôn. Dạ một. Đục chiên ra. Cảm nhận sao chứ? Miếng nhỏ quá chưa cảm nhận. À hả? Muốn đút cái kéo không? Là thôi cắt thôi mọi người ăn. Thôi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử cái miếng thịt ba rọi ướp xà xíu trước nha. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Quá ngon luôn. Xin mời mọi người nha. Để thử thử luôn miếng gà nướng than review cho mọi người xem này. Trời, gà này thơm gì đâu luôn á. Xin mời cả nhà. Tươi thôi. Cho mọi người xem cái nồi súp cua chất lượng chưa này. Bao đỉnh luôn. Chưa. Cái tô. Hả? Rồi này mình mới ăn thịt nướng xong rồi. Giờ làm tô súp cua nữa là bà chè bà chét. Để em thử xem nào. Thơm ghê, ngọt, ngọt nửa quá chừng luôn. Quá ngon. Vậy là cái bữa tối cuối cùng ở khu cắm trại kết thúc với món là súp cua. Quá tuyệt vời, nói chung là chuyến đi này là quá vui luôn mọi người ạ. Đây, tối nay là tối thứ ba này. Tối cuối cùng của đợt cắm trại này của tụi mình.
Thì con này là con đầu tiên của buổi tối này. Quá trời to luôn. Mà mình coi lúc này con này là con cái với là mang trứng nữa, cho nên mình phải thả. Nhưng mà mình chỉ muốn đo coi nè, con này là to bao nhiêu. Chính xác là 12 luôn. Vừa đúng sai luôn. Đó, nhưng mà nó ôm trứng này rồi, cho nên mình phải thả nha. Rồi, để mình chụp tấm hình xong rồi mình thả lại. Rồi bây giờ mình đem con này đi thả nha. Con đầu tiên của buổi tối nhưng mà nó mang trứng, mặc dù là đúng sai. Phải thả cho nó về. Chuyến đi này mình thả khá nhiều. Xin chào buổi sáng mọi người. Thì sáng hôm nay là kỳ sáng thứ tư, sáng cuối cùng. Tụi mình đang chuẩn bị dọn dẹp để đi về. Sau khi chuyển cắm trại 4 ngày 3 đêm của tụi mình đó, thì chuyến đi này rất là vui, đông người vui. Crayfish thì bắt không được nhiều so với mình đi tuần trước là dài. Tuần trước mình đi 3 ngày 2 đêm á, thì mình bắt được nhiều hơn. Nhưng mà do đợt này đi đông ham vui cho nên mình cũng lười kiểm tra lông nữa. Đó. Thì kết thúc cái chuyến đi này là rất là vui. Nếu mà thời gian tới mà mình có thời gian rảnh nữa thì mình sẽ quay lại đây tiếp. Bạn nào mà vẫn chưa biết được cái địa điểm mà mình đi cắm trại đợt này á, thì nhớ inbox mình để mình chia sẻ cho cái location cho mọi người. Chứ mình không chia sẻ rộng rãi cái địa điểm này đâu nha. Rồi bây giờ mình sẽ tranh thủ đi pack đồ để lên đường trở về. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog chuyến đi này đi bắt crayfish của tụi mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi thì tụi mình mới dọn xong đồ đạc, bây giờ là mọi thứ đã pack lên trên xe, giờ chuẩn bị trên đường về. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog này và hẹn gặp mọi người vào những vlog tiếp theo. Hoàng Khê Adventure. Thẳng, quay ra đây. Nữa đi. Thẳng ra. Quay ra đây một tí. Rồi thẳng. Thẳng luôn. Quay vô đây. Đánh ra bên này một tí. Đánh ra một tí nữa. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Thẳng luôn, thẳng luôn. Bye bye mọi người. Rồi, thẳng luôn. Bye bye em. Bye anh chị. Lên em trả lên luôn. Thôi. Nhìn lên nóc đúng không? Ba em chị. Ba em. Bắt chết rồi.